Nhớ mùa hè năm tôi 8 tuổi, vào thời điểm đó, việc trẻ em chơi bi rất phổ biến. Đó là một hạt tròn nhỏ, được tạo ra từ thủy tinh. Bên trong có một chiếc lá với nhiều màu sắc khác nhau. Có hai cách để có thể sở hữu được nó. Một là bạn phải là người có tiền, đi ra tạp hóa để mua bi. Còn cách thứ hai là bạn phải thực sự có năng lực, dùng kỹ năng bắn bi của mình để ăn bi của đối thủ. Hôm nay mặt trời đang chiều sáng rực rỡ, bố đang cuốc đất dưới nắng như thiêu đốt. Tôi là một cậu bé ngoan, hiếu thảo với cha mẹ, cùng ra cuốc đất cùng bố. Lúc đầu tôi rất hăng say, nhưng việc này chỉ kéo dài được 5 phút. Tôi cảm thấy yếu đuối toàn thân. Tôi ném cuốc sang một bên và ngồi xuống thở, cầm chai nước lên và ngửa cổ uống một cách sảng khoái. Lúc này tôi chợt nhìn thấy một cái lỗ giấy trước mặt mình. Là một người thông minh, não tôi nảy số. Ngay lập tức, tôi lấy chai nước đổ vào miệng lỗ, lu giấy sẽ phải chạy ra. Chẳng mấy chốc, chai nước cũng đã cạn kiệt. Tôi đang hóng thì đột nhiên, một tiếng đốt bất ngờ. Nó khiến cho tôi hoa hết cả mắt. Quay lại và nhìn lên, tôi thấy bố tôi đầu đang bốc lửa, tức giận chửi tôi. Thằng ngu, cổ họng tao sắp khát khô rồi, vậy mà mày lại đổ hết nước đi. Mày đang muốn ám sát bố mày phải không? Nhanh chóng về nhà và múc một chai nước đầy ra đây. Nghe lời, tôi nhanh chóng quay trở về. Đi được nửa đường, tôi thấy thằng Vương và thằng Tòm đang chơi bi với nhau. Nó làm tôi cảm thấy ngứa ngáy. Chúng nó còn rất nhiệt tình mời tôi qua chơi cùng. Tiếc là tao không có bi để chơi, tao sẽ cho mày vay một viên, được không? Thật khó để từ chối lòng tốt như vậy. Thế là tôi tham gia cuộc chiến. Mỗi người đều có một viên bi riêng biệt, đặt chúng cách nhau khoảng 1 mét. Chỉ cần thay phiên nhau búng bi của mình, làm sao để chạm được bi đối phương. Nếu như chạm chúng, sẽ nhận được một viên bi từ đối phương. Rất dễ dàng. Sau đó, đến lượt người tiếp theo bắn bi vào người khác. Kỹ năng bắn bi của thằng Vương rất kém, hầu như không bao giờ bắn chúng. Vì vậy nó luôn thua nhiều nhất. Kỹ năng của thằng Tòm khá hơn một chút, nhưng nó cũng chỉ là tay mơ đối với tôi. Còn kỹ năng của tôi xếp vào dạng xuất sắc, có thể bắn chúng ở khoảng cách hơn 1 mét dễ dàng. Cứ ăn được viên nào, tôi lại thả tất cả chúng vào trong chai nước. Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ sẽ không dừng lại nếu như thằng Vương không hết sạch bi. Chưa kể thằng Tòm cũng bị thua rất nhiều. Chờ cho đến khi thằng Tòm về nhà, tôi chia đôi bi với thằng Vương. Nó ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lại số bi. Nó năn nỉ tôi chuyển lại kỹ năng bắn bi của mình cho nó. Nhưng ngay lúc này, tôi mới nhớ ra, tôi còn chưa múc nước cho bố. Hết rồi, chắc giờ bố đang khát cháy cổ họng. Có vẻ như việc bị ăn đòn là điều khó tránh khỏi. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhớ có một con sông gần đó. Tôi nghĩ đã quá muộn để về nhà lấy nước. Thế là tôi vội chạy sang sông, lấy chai múc đầy nước sông. Thế là tôi chạy khắp cánh đồng để tìm lại bố. Lúc này, mức độ tức giận của bố đã lên đến giới hạn. Tôi run rẩy cung kính đưa chai nước cho bố. Do bố đã quá khát, cầm chai nước lên, ngửa cổ và uống. Cứ như vậy, bố đã uống hết chai nước trong một hơi. Sau khi uống nước xong, bố cau mày hỏi tôi, mày có cho thêm gì vào nước này không đó? Có cái gì tròn tròn như trân châu? Nghe vậy, tôi vội vàng lắc đầu nói, con không cho gì vào cả. Cuối cùng bố chỉ mắng tôi vài câu, cũng không đánh tôi, nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng đời không như là mơ. Tối hôm đó, bố tôi lại phải nhập viện vì đau bụng. Sau khi được kiểm tra, bác sĩ đã lấy ra trong bụng bố 18 viên bi, còn có thêm 2 con đỉa nữa. Tôi không biết sắp tới mình phải sống thế nào đây.